Xin chào quý vị và các bạn, tôi quay trở lại để trả lời các cái câu hỏi về định giá của các bạn. Và đấy, tôi thông báo là ngày hôm nay tôi đã hoàn thiện cái chương trình định giá cả hai phiên bản. Cơ bản là nó giống nhau thôi, một cái là nhập bằng tay, một cái tự động. Thì cái phiên bản tự động này này, cái phiên bản tự động này hiện tại là đang không dùng được, lý do là cái dữ liệu này là nó có một số cái mà chưa cập nhật. Trong khi đó thì bạn Nguyễn Công Minh ấy, bạn ấy nói là bạn ấy chạy dữ liệu nó có vấn đề gì đấy và sẽ phải chạy lại nên mất thời gian, nên là chưa lấy được cái dữ liệu đấy. Đấy, và chúng ta chỉ có dữ liệu cũ thôi. Và cái dữ liệu cũ ấy thì nó có đấy, cũng chả biết được là nó đúng sai như thế nào nha. Chúng ta không kiểm soát được. Đại khái là chúng ta sẽ không kiểm soát được cái dữ liệu, không kiểm soát được là nó đúng sai như nào. Thì tạm thời là vẫn chạy cái chương trình cũ thôi. Về cơ bản thì cái chương trình cũ này này, tôi đã thêm cái dữ liệu về tên của công ty, dữ liệu về tên của công ty và sàn. Tất nhiên là tôi sẽ bổ sung, đối với những công ty mà chưa có thì tôi sẽ bổ sung dần dần. Đấy, ví dụ như công ty VVV chắc là chưa có, đấy thì tôi sẽ bổ sung sau. Nhưng hầu hết là có rồi, đúng không? Hầu hết là có rồi. GLG nó đã có hơn 1.000 công ty rồi. Đấy thì tôi sẽ bổ sung thêm những cái công ty nào mà tôi phát hiện là chưa có thì tôi sẽ bổ sung sau. Đấy. Còn về dữ liệu ấy thì chắc là chúng ta vẫn phải duy trì cái bằng tay để nhập ở đây. Thứ nhất là cái độ chính xác, thứ hai là đấy, thứ hai là cũng không thể phụ thuộc được, chúng ta phải chủ động. Mặc dù là cái chương trình mà chúng ta định giá tự động này, này thì nó rất là nhanh, nó hiệu quả trong cái việc gọi là so sánh giá. Đấy, hiệu quả rất là hiệu quả đấy. Ví dụ tôi so sánh một loạt các công ty thì tôi chỉ gõ và nhập cái giá hiện tại, cái thị giá hiện tại của công ty thôi là tôi có thể biết được. Tôi muốn so sánh dòng thép chẳng hạn thì tôi thì nhập vào và tôi con này hiện tại là đang có giá 47 đúng không? Đấy. Và khi mà tôi điều chỉnh ấy là tất cả các cổ phiếu này nó sẽ được hưởng lợi như nhau. Tất nhiên là nó không tuyến tính. Đấy, nó không tuyến tính bởi vì là các cái chỉ số này này, các cái chỉ số này của nó đấy là cái độ tốt xấu nó khác nhau nên nó sinh ra cái việc gọi là cái hệ số nó ảnh hưởng khác nhau. Đấy, vì nó có cái hệ số ảnh hưởng khác nhau cho nên là nó không tuyến tính, nó không tuyến tính nha. Tuy nhiên ấy là khi mà điều chỉnh ấy thì một loạt các công ty nó đều được nâng lên chứ không phải là ưu đãi cho công ty nào và kém cho công ty nào cả, nên là các bạn yên tâm. Và tôi cho rằng ấy là cái việc định giá mới này này, định giá này là nó khá là tốt rồi đấy, nó rất là tốt, đúng không? Chúng ta có thể tham khảo được. Mặc dù vậy ấy, thì đấy, có một bạn nói về cái cổ phiếu APG, công ty này là công ty chứng khoán APG, chọn đây là một. Bạn ấy nói là định giá thấp nhưng mà bây giờ nó lên giá 11.5 rồi. Thì tôi cũng nói luôn ấy là kể cả nó có lên nữa thì cái chương trình định giá của tôi nó vẫn cho cái giá trị thấp. Lý do nó cho giá trị thấp ấy là vì cái công ty này này nó đấy, nó cũng mới, ví dụ như quý sau ấy mà cái EPS của nó tăng lên nữa nó vẫn thì cái câu chuyện nó lại khác đấy. Còn hiện tại bây giờ ấy là theo chất lượng tài sản này, tất cả các cái thông số ấy thì con APG này nó chỉ có giá như này thôi đấy. Cái lợi nhuận của nó cũng không cao, và các bạn nhìn này, lợi nhuận trên cổ phiếu của nó chỉ có khoảng 652 đồng thôi, nó rất là bé nên về cơ bản là nó thế thôi, nó giống như con VX ấy, làm sao mà nó chưa cao được đấy, nó phải đợi có cái thông tin gì tích cực vào. Còn cái việc mà giá nó lên 11.5 này ấy, hoặc là nó có thể lên đến 20 thậm chí 30 thì không ai biết được, lý do là nó có các cái đội lái nhá. Và các bạn thấy này, ở trong cái này đấy thì nó có cái sai số kiểu gì đấy, cái nợ ngắn hạn này nhá,
bình thường ấy, các công ty tôi nhập vào ấy, thì cái nợ ngắn hạn này là cái nợ dài hạn nó sẽ bằng không hết, ví dụ APG nhé. Đấy, nhưng thỉnh thoảng nó lại có công ty, nên là tôi thấy cái dữ liệu nó đang không chính xác. HAP. Đấy, ví dụ công ty này thế này. Đấy, nó có dữ liệu là nó đang đấu đá nhau, nó không chính xác. Đấy. Thì tôi vẫn sẽ dùng cái bằng tay để nhập cho các bạn, còn vẫn đợi khi nào mà nó có đầy đủ các cái thông tin đấy từ cái bạn Nguyễn Công Minh, bạn ấy chuyển cái dữ liệu, chắc trong sáng ngày mai bạn sẽ chuyển cái dữ liệu thì tôi sẽ đấy có thể sẽ định giá cho các bạn lại ở trong cái tự động đấy. Đấy, và tôi nói luôn ấy là cái việc mà tôi định giá cái công ty APG nó thấp này. APG nó thấp và nó lên cái giá 11.500 ấy là tôi định giá, hình như tôi định giá nó chỉ có 10, chỉ có 5.000 hay 5.000 mấy. Đấy là 5.000 mấy là ở đây là tôi đã tháo lỏng rồi đấy. Trước đây tôi định giá nó đây là như bạn này viết ấy, là nó chỉ có cái giá nó chỉ khoảng 3.600 thôi. Nhưng các bạn hình dung ra ấy là khi mà tôi nới lỏng, tôi nới lỏng cả loạt chứ không phải là tôi công ty này tôi làm khác, công ty kia tôi làm khác. Công ty này tôi làm khác, công ty kia tôi làm khác, tôi nói luôn như thế, nó phải đối xử tất cả các công ty là giống nhau. Đấy, đấy là những cái gì mà tôi có thể chia sẻ, còn định giá nó cũng chỉ là tham khảo thôi. Tham khảo thôi, và cái quan trọng nhất ấy là các bạn phải mua ở cái công ty mà các bạn có thể dùng để đầu tư dài hạn được, nó mới quan trọng. Chứ còn bây giờ bạn định giá xong rồi bạn bạn cũng chỉ gọi là nhảy vào lướt 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 thì đấy chả phải là định giá. Đấy cũng không phải là định giá, bởi vì bạn không yên tâm, bạn không yên tâm nha. Bạn không 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 có sự yên tâm. Còn cái giá hiển thị này thì thích ra giá bao nhiêu chả được, quan trọng nhất ấy là bạn xem các cái thông số khác mà bạn có thể kiểm tra được bằng cách là bạn tra trên cái trang trang web ấy, thì các thông số của tôi tính tôi đã kiểm tra rồi, nó sai số không đáng kể đâu, sai số chưa đến 1% đấy, rất là bé nhá. Đấy, và nó quan trọng là cái dữ liệu đầu vào, còn cái chương trình bên kia tự động nó sẽ nó đấy nó rất là hữu ích, nhưng đấy cái nguồn dữ liệu đầu vào nó mới là quan trọng. Thì tôi sẽ định giá cổ phiếu AGP để các bạn hình dung ra nhá, giá 14.3. Đối xử các cổ phiếu giống nhau, còn giá nó thấp thì cũng phải chịu thôi, chứ còn nó tăng được cái gì do đội lái chứ cũng chả phải là do định giá nó cao mà nó tăng được lên cao nhá. Tổng tài sản này nợ ngắn hạn này, vốn chủ sở hữu này, và EPS của 4 quý này. À đây không phải APG. Tôi gọi lại ABG nhá. Mười một chấm năm. Và tôi sẽ định giá luôn cả hai công ty, thì các bạn hình dung ra là các công ty đều được đối xử như nhau và chúng ta đều chạy ở trên một chương trình, thì nó sẽ ra cái kết quả mà chúng ta có thể dùng để so sánh giữa các công ty với nhau được. Cái đấy mới là cái quan trọng. Còn các bạn định giá xong mỗi một công ty các bạn lại định giá cho nó một cái kiểu. Vâng.
chủ sở hữu. Bảy ba chấm hai nhé, 73.2. Đấy, thì bây giờ đã nới lỏng cho nó rồi thì nó chỉ lên được cái giá gọi là 6.500 đồng, 6.500 đồng với cái định giá ở bên này bằng tay. Còn bên tự động kia nó không hiểu, số liệu nó hơi khác một tí mà nó ra cái giá hơi khác. Và các bạn nhìn thấy cái lợi nhuận của nó rất là bé, nó chỉ có 734 đồng một cổ phiếu thôi, lợi nhuận nó chưa được 1.000 nhá. Đấy, và chúng ta phải chờ cái kết quả kinh doanh của các cái quý tới để xem là nó có tốt được lên hơn không, thì cái đấy là khác. Và ngay bây giờ tôi định giá tiếp cái công ty đây, định giá tiếp cái cổ phiếu AGR và BVS, nó cùng là chứng khoán nhé. AGR để các bạn thấy là tôi đối xử với các công ty nó như nhau. Đấy, đối xử với các công ty như nhau cùng một cái chương trình, và chúng ta sẽ không bao giờ điều chỉnh được để cho công ty này cao thì công ty kia nó sẽ một là cao hơn, hoặc là đấy, nó phải có một cái tất nhiên là tôi không dùng cái động tác gọi là cái hàm tuyến tính, không dùng các hàm tuyến tính, nhưng các cái điều kiện đặc trưng của các cái công ty ấy, đấy, nó ví dụ như là nó nợ xấu hơn thì cái hệ số đấy nó sẽ làm khuếch đại mạnh hơn chẳng hạn, vân vân, thì những cái thứ đấy nó ảnh hưởng đến giá nhé, ảnh hưởng đến chất lượng công ty và ảnh hưởng đến cái tốc độ tăng trưởng EPS, nên là nó sẽ sinh ra cái giá định giá như thế. Công ty này công ty AGR nhá, số lượng cổ phiếu này giá 14.3 nhé. Chấm 2 nhé. Giá của nó là 14.300. Đấy, thì cái công ty này đấy thì nó tự nhiên nó đẹp hơn thôi. Bởi vì các thông số của nó đẹp hơn. Các bạn hình dung thế nha. Thông số của nó đẹp hơn thì nó tự nhiên giá nó đẹp hơn thôi. Và cái giá trị sổ sách nó cũng cao hơn hẳn với công ty kia đấy nhá. Còn cái lưu chuyển tiền của nó thì tôi kiểm tra cho, cái lưu chuyển tiền này trước đây ấy là tôi không cho nó ảnh hưởng đi nhiều, không bị ảnh hưởng đến giá, mà nó chỉ ảnh hưởng đến hai thông số này thôi. Nhưng bây giờ ấy là tôi cho cả cái lưu chuyển tiền này nó có ảnh hưởng đến cái giá nhá, nhưng mà ảnh hưởng không nhiều. Đấy, nó có tác động đến giá. Tác động một chút thôi. Đấy, nhưng cái phần lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh này đương nhiên là nó ảnh hưởng đến giá rồi. Những công ty mà có cái dòng tiền này lớn, đấy tiền thu về đấy. Hoặc đối với công ty chứng khoán thì cái dòng tiền này âm ấy thì nó lại là tốt chẳng hạn thế. Thì nó ảnh hưởng đến giá, đấy là điều đương nhiên. Nha, ví dụ thế, nó rất nhiều thông số và tôi đánh giá nhiều thông số để tôi quyết định cái EPS và nó phải là những con số này nó phải tốt thì nó mới ra cái giá tốt. Tiếp theo nhé, tôi định giá công ty BVS nhé, nếu bạn tìm công ty Bảo Việt nhé, sàn HNX. Thì chúng ta đối xử với các công ty nó giống nhau và nó ra cái giá thì chúng ta mới so sánh được chứ. Bây giờ mỗi công ty lại định giá một kiểu thì nó hơi khó khăn. BVS lên 30.300 rồi cả. Kinh quá. Lợi nhuận công ty mẹ này. Tổng tài sản này. Và tôi vẫn luôn luôn cố gắng để làm sao cho cái chương trình nó hoàn thiện nhất,
để chúng ta có thể dựa được vào, tin tưởng được vào cái giá khi chúng ta mua chúng ta yên tâm. Quan trọng nhất là như thế, chứ còn chúng ta định giá thành một cái giá xong rồi chúng ta không dám dựa vào để mua thì nói làm cái gì. Đấy, và tôi đấy là tôi đang cố gắng để tôi làm và để tôi sử dụng là chính. Đấy. Tiếp theo này. Số lượng cổ phiếu này. 72.2 nhá. Giá 33 nhá. Và lưu chuyển tiền này. Chả hiểu cái con này lưu chuyển tiền của nó tại sao nó lại không hoạt động tài chính, lưu chuyển hoạt động đầu tư chứng khoán này nó không không có nhé, nó không có là do công ty nó không cập nhật cái công ty đấy nó không cập nhật và chúng ta phải điền nó là không thôi đấy. Nhưng các bạn hình dung ra là nó được định giá ở cái mức giá này là, thì tôi kiểm tra xem bên này nó có không nhé. BVS này, BVS 3300. Bên này lưu chuyển tiền của nó là dương. Một. Lưu chuyển tiền bên này của nó là dương. Và bên này các thông số ở bên này đấy nó khác ở bên kia nên là định giá nó khác. Nó ra cái giá trị định giá khác nhá. Đấy, thông số bên này nó khác. Và các bạn nhìn thấy ngay này là nó khác cái, đấy. Cái này nhá là tôi nhập cái tổng nợ vào mà tự nhiên nó đáng lẽ nếu nhập tổng nợ vào thì cái này nó sẽ bằng không hết. Đấy, cái trên này thì nó bằng 100% hết nhưng mà đấy ở bên này sai nhá. Thông số bên này là sai. Đấy, cái thông số ở trong cái bảng dữ liệu đấy là không đúng. Nó chỉ đúng một số công ty thôi. Đấy. Nhưng ở bên này ấy thì là thông số lấy ở đấy thì nó lại không có cái dữ liệu này, dữ liệu này nó cho bằng không, lưu chuyển tiền tệ nó cho bằng không cho nên là không biết là nó bằng không hay không thì không biết, nhưng dữ liệu lưu chuyển tiền tệ ở bên bên cái trang web này nó hơi chậm đấy. Và các bạn thấy là bên này nó đang định giá được là 35.900 và chúng ta nhìn thấy là tất cả các công ty nó đều chạy qua một cái cơ sở dữ liệu và nó ra kết quả thì chúng ta mới có thể so sánh được. Còn bây giờ các bạn yêu cầu là phải định giá cái công ty của các bạn cao hơn thì tôi cũng chịu nha, tôi cũng chịu. Đấy, bởi vì tôi làm công bằng với tất cả các cổ phiếu. Tôi khẳng định luôn là tôi làm công bằng với tất cả các cổ phiếu. Nha. Đấy, còn tôi cũng đã nhắc đi nhắc lại là cái định giá này chỉ mang tính chất tham khảo thôi. Và để mua bán thì các bạn cần phải tìm hiểu thêm các cái thông tin khác. Nhưng tôi khẳng định luôn là những công ty chạy qua đây này mà đây tất cả các chữ này nó màu đẹp như thế này giống hệt như cái công ty này có cái chữ này xấu, cái này hơi xấu nhá, đẹp như thế này và cái giá định giá này này nó thấp hơn khoảng 18% thì nó cũng không thấp lắm nhưng ví dụ khoảng 30% là các bạn cứ mua yên tâm chắc chắn kiểu gì cũng kiếm được lời, đấy là điều chắc chắn, đấy là điều gần như là chắc chắn luôn, trừ khi công ty đấy bị bọn lái nó đạp kinh quá thì đấy nó mới không lên được nhá. Cái đấy thì cái không 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 ngoài định giá này đấy, còn cứ giữ dài hạn là sẽ thắng, cứ giữ dài hạn là sẽ thắng. Tôi đã thử mấy cổ phiếu nó đều đều lên cả nhưng hiện tại bây giờ tôi vẫn chưa dám giữ dài hạn, lý do là tôi vẫn đang kiểm kiểm định cái chương trình này này xem cái mức độ chính xác của nó đến cỡ nào đấy, chúng ta có dám tin tưởng để sử dụng nó không đấy, vân vân nha. Nó là cái câu chuyện đấy, sau này tôi sẽ sửa nốt cái này nữa là nó sẽ hoàn thành chương trình gọi là hoàn hảo luôn nha. Và cuối cùng thì tôi vẫn nhắc đi nhắc lại các bạn là cái này chỉ mang tính chất tham khảo thôi, còn chúng ta mua bán chúng ta phải tìm hiểu thêm các thông tin khác. Bây giờ các bạn hình dung nha, nếu như tôi để cho cái công ty A lúc nãy là APG mà được định giá cao ấy thì những cái công ty này này giá nó sẽ lên trời luôn. Các bạn hình dung như thế nhá.
Đấy, nếu mà cái APG mà giá nó khoảng 20 chẳng hạn hoặc là 15 chẳng hạn thì các bạn hình dung nha, đấy những cái công ty này giá nó sẽ cao lên, bởi vì tôi có thay đổi gì đâu, tôi chỉ nhập số liệu thôi và cái số liệu của cái công ty kia nó làm cho cái giá của công ty kia thấp chứ không phải là tôi làm cho nó thấp. Đấy, và số liệu này thì làm cho nó giá nó cao, còn nếu như tôi điều chỉnh để cho công ty kia giá nó cao ấy thì công ty này giá nó sẽ rất cao. Đấy, các bạn hình dung thế. Và nó sẽ loạn, chúng ta sẽ không dám tin và chúng ta không dám quyết định, mà cái con số này tự nhiên nó thành con số rất là dở hơi. Đấy, tất nhiên là bây giờ ấy nó cũng không nên sử dụng nó để quyết định. Nó chỉ chiếm khoảng 30% quyết định thôi hoặc là 20% quyết định thôi. Còn chúng ta phải nhìn vào đây này. Đấy. Nợ dài hạn của nó này, có tí, không có, gần như không có nhé. Nợ ngắn hạn này chấp nhận được, đúng không? Nhưng nó có điểm yếu là nợ ngắn hạn đang tăng dần. Đấy. Cái thứ hai nó có một điểm yếu nữa là nó không cho vay được này này, nó không cho vay. Không cho vay được thì cái này thì cũng không đánh giá được. Lý do ấy là tôi phát hiện ra dữ liệu ở trong này này chậm nhá. Cái phần lưu chuyển tiền tệ này là chậm. Chậm, nhiều công ty không có. Đấy. Thì cũng khó đánh giá, các bạn hình dung như thế thì chúng ta chỉ đánh giá sơ bộ thôi. Bây giờ số nó không đủ đánh giá là sao được. Cái thứ hai nữa là các bạn nhìn này, EPS của nó tăng dần này. À, ROE của nó tăng dần này. ROA của nó tăng dần này, EPS của nó tăng dần này, mà đẹp nhá, tăng đẹp đấy, tốc độ tăng EPS của nó 26,94%, nó cũng tương đương với tốc độ tăng trưởng của HPG chứ có kém gì đâu. Đấy, các bạn hình dung thế. Và với những cái thông tin số đấy thì tự nhiên cái giá nó sẽ cao lên, nó sẽ cao hơn cái công ty khác đấy nhá. Nhưng cái chất lượng lợi nhuận này của nó này không tốt lắm. Đấy, tốc độ tăng trưởng đấy nhưng mà cái lợi nhuận này này không tốt lắm. Và vì chất lượng lợi nhuận không tốt lắm nên đấy cái giá trị sổ sách của nó rõ là cao này, giá trị sổ sách của nó rất cao nhé, như thế này là rất cao. Công ty như này là công ty có nhiều tài sản. Đấy, có nhiều tài sản, không biết tài sản của nó là có lẽ là liên quan đến bất động sản, đất đai hay cái gì đấy thì tôi không biết. Nhưng giá trị tài sản của nó như thế này là cao nhé. Cao của công ty chứng khoán ấy là như thế này là cao. Đấy. Và cái lợi nhuận của nó 2.800 thôi, giá nó phải khác cái giá công ty lợi nhuận kia có mấy trăm đồng, bạn đòi định giá kiểu gì so với những cái công ty này được nhá. Và vẫn để tham khảo thôi, và quan điểm của tôi là để giải trí là chính, giải trí là chính, tất nhiên là giải trí nhưng mà chúng ta cũng thu được cái gì đấy. Đấy, các thông số này tôi khẳng định luôn chính xác 100% thì không nói, nhưng phải đến 99,9% tất cả các thông số này nhá. Đây, ROA, ROE, lợi nhuận trên cổ phiếu, vân vân. Đấy, cái lợi nhuận trên cổ phiếu này nó có chiết khấu dòng tiền, nó tốt hơn nhé, nó tốt hơn cái con số EPS này. Đấy, nhá, và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.